3 cách mở đầu bài thuyết trình vô cùng ấn tượng. Cách 1, chơi game. Các bạn có thể tìm theo từ khóa sau đây. Game PowerPoint Template. Ở đây có rất là nhiều mẫu game cho các bác chọn luôn nha. Cách này sẽ giúp bài thuyết trình của các bác trở nên sôi động hơn. Ngoài ra các bác có thể dùng cách này để ôn lại bài cũ cho cả lớp, vô cùng hiệu quả để ghi điểm cho mắt giáo viên luôn nha. Cách 2, mở đầu bài bằng một câu hỏi. Cách này sẽ giúp bạn tăng sự tương tác giữa người thuyết trình và người nghe. Hơn thế nữa, gây sự tò mò, giúp bài thuyết trình trở nên thú vị hơn. Cách 3, mở đầu bài bằng một trích dẫn hoặc là một câu nói hay nào đó. Nếu bác nào muốn mở bài thuyết trình một cách tự nhiên nhất thì nhất định phải thử cách này nha. Chỉ cần tra theo từ khóa như tôi là các bác đã có vô vàn lời trích dẫn hay rồi. Ấy khoan, có một lưu ý, các bác nhớ phải trích nguồn nữa nha.